Vâng, xin chào anh em. Và để mở đầu video clip buổi sáng nay, tiếp tục lên sóng test và giới thiệu tiếp thị đến các bác anh em một cặp loa Mỹ xịn EV có cái model S152 với cấu hình được thiết kế một bát 40, một tép kèn. Thông số kích thước chiều cao của mã S152 được thiết kế là 71 và ngang 54, sâu là 41 cm. Và chất lắm các bác nhá, loa EV Mỹ xịn chất lắm. Đấy, bên em bao zin nguyên bản cho các bác anh em cặp loa Mỹ EV S152 này nhá. Đấy. À, bao zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, với mức giá đầu tư rất hợp lý, 12 triệu. Đấy, 12 triệu. Các bác nào có nhu cầu cặp loa Mỹ EV này liên hệ bên em. À, theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. À, tình trạng cặp loa còn zin và rất là đẹp các bác nhá. À. Cặp loa Mỹ xịn EV model S152 Highway. Đấy, công suất 200W, loa trở kháng 8 ohm, hàng Mỹ xịn made in USA. Đây. Hỗ trợ bằng hai cổng jack 6 ly. Vâng, với mức giá đầu tư rất hợp lý cho một cặp loa Mỹ xịn bass 40, 12 triệu. Anh em nào có nhu cầu cặp loa này liên hệ bên em.